Đan Hoàng Chiến Đế, tập thứ 30. Ngọn lửa này lại được gọi là diệt thế yêu hỏa hoặc là diệt thế phần thiên viêm. Có thể là rất cố kỵ, vô cùng cường đại cũng vô cùng bá đạo. Có uy lực phần diệt vạn vật, càng có năng lực thôn phệ cả vạn hỏa. Cũng chính là bởi vì như thế mà hỏa diễm này một khi xuất hiện, ắt sẽ bị thiên hạ vây công. Ngữ khí linh hồn Đan Hoàng rất bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần lo lắng. Hắn cảm thấy may mắn khi có thể giao Đan Hoàng cổ kinh cho trong tay một truyền nhân như thế này, nhưng cũng lo lắng hài tử này sẽ không được bao nhiêu năm. Đến lúc đó đứa nhỏ này sẽ chết, Đan Hoàng cổ kinh có lẽ sẽ lại lần nữa phải đổi chủ. Phần diệt vạn vật, thôn phệ vạn hỏa ư? Cường Nghị theo bản năng giơ tay lên toát ra ngọn lửa màu vàng óng, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm giống như có một loại phấn chấn, cùng chờ mong ngoài ý muốn. Trước tiên không cần khẩn trương, người lấy linh văn thức tỉnh chủ tước yêu hỏa, có nghĩa ngươi cần từ từ trưởng thành mới có thể đến phương diện đỉnh phong kia, có thể chân chính thể hiện ra uy lực yêu hỏa hẳn là sẽ ở linh hồn cảnh, mà muốn tăng cường uy lực phần thiên hơn thì cần đến niết bàn cảnh, thân thể mở ra giai đoạn bảo tàng kia. Mà trước đó ngươi cần cẩn thận thai nghén linh văn, từng bước kích phát tiềm lực của yêu hỏa. Cường Nghị lập tức hỏi, làm thế nào? Hắn đối với linh văn của mình còn có hỏa diễm nữa có rất nhiều nghi vấn, không nghĩ tới bỗng nhiên lại có thêm một đạo sư. Luyện đan, tìm kiếm 9 loại linh điều hòa điểm luyện chế cửu linh dưỡng nguyên đan, trực tiếp phục dụng là được, thường xuyên phục dụng, hiệu quả sẽ càng ngày càng thấy rõ ràng. Mặc dù đan dược được thai nghén linh văn đều thấy hiếm thấy, nhưng phương pháp luyện chế lại càng hiếm thấy hơn. Nhưng hắn đã ở đây thì không là vấn đề gì nữa. Cường Nghị lại hỏi, ta có thể thay đổi màu sắc hỏa diễm của ta không? Linh hồn Đan Hoàng hỏi lại, người ghét màu vàng lắm sao? Cũng không phải ta không hy vọng kim viêm trở thành loại cố định của ta. Cường Nghị đang tính chuyện trà trộn vào Đan Quốc. Chủ tước yêu hỏa rất tôn quý, màu vàng chính là biểu tượng của nó, không có khả năng thay đổi màu sắc. Tuy nhiên cái gì? Hai mắt Khương Nghị tỏa sáng, thật có biện pháp sao? Chủ tước yêu hỏa có năng lực thôn phệ hỏa diễm khác. Chủ tước yêu hỏa của người vẫn còn rất non nớt, năng lực thôn phệ vẫn không khai phát. Nếu như có thể thôn phệ một cỗ hỏa diễm cường đại, nói không chừng có thể sinh ra một ít biến hóa đặc thù. Linh hồn Đan Hoàng nói xong lại bồi thêm một câu, ta chỉ đoán như vậy thôi, cũng không thể xác định. Trong lòng Khương Nghị hơi động một chút, lấy ra ngọn lửa từ cổ đăng kia từ trong thanh đồng tiểu tháp. Đây là lửa gì? À, thuần dương huyết viêm. Không đúng, có cỗ sát khí, đây là sát lục huyết viêm. Ngươi từ nơi nào mà có được nó vậy? Âm thanh linh hồn Đan Hoàng lập tức trầm thấp đi rất nhiều. Ta lấy được trên hội đấu giá, lúc ấy chỉ là cây đèn, ta dùng kim viêm thức tỉnh lại. Cái này rất đặc biệt sao? Trong thanh âm của Đan Hoàng, Khương Nghị nghe được sự cảnh giác. Linh hồn Đan Hoàng bỗng nhiên lại nói, đây không phải sát lục huyết viêm. Vậy nó đến cùng là cái gì? Nó hẳn là còn thuộc về phạm trù sát lục huyết viêm, nhưng không tới huyết viêm. Linh hồn Đan Hoàng trầm mặc một lát rồi mới nói, cũng giống như người, hẳn là lấy linh văn thức tỉnh sát lục hòa văn phát triển đến sinh tử cảnh. Nhưng thật đáng tiếc không thể vượt qua được, bị linh văn của mình phản phệ, hóa thân thành sát lục chi hỏa, không bước qua sinh tử cảnh được, cuối cùng biến thành một đám lửa. Cường Nghị biến sắc, còn có tình huống thế này? Không phải vậy thì cái gì lại gọi là sinh tử cảnh? Người thù nó lại đi, sát niệm của sát lục chi hỏa vô cùng nặng, rất dễ mất lý trí. Từ xưa đến nay người thức tỉnh sát lục hỏa văn cơ hồ đều sẽ chết ở sinh tử cảnh. Vậy tại sao nó phải ở trên cây đèn? Khương Nghị nhìn huyết viêm nhảy vọt trên cây đèn nhưng không có thu lại, bị người khác lấy ra đốt đèn. Khóe mặt Khương Nghị giật một cái, xem ra chủ nhân quan tài này cũng là một kẻ hiểm ác. Người không cần thiết che giấu chủ tức yêu hỏa, nó hiện tại kỳ thật cũng không tính là yêu hỏa, chỉ là thánh hỏa bình thường mà thôi. Tăng cảnh giới kích phát tiềm lực thánh hỏa mới là điều người cần làm. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Nghị, ta thích hợp làm truyền nhân của ngươi sao? Khương Nghị mặc dù không quen trong thân thể có thêm một hồn niệm, nhưng nếu có vị lão tổ tông này thì khẳng định sẽ trợ giúp rất lớn đối với quá trình trưởng thành của hắn ta, nhất là về phương diện luyện đan. Ngươi hình như còn rất tôn trọng võ pháp,
Mặc dù linh hồn Đan Hoàng hài lòng với linh văn của Khương Nghị, nhưng hắn mong đợi truyền nhân này sẽ mê say đan pháp. Không chỉ phải tiếp nhận truyền thừa của hắn, càng phải siêu việt hơn hắn thì hắn mới hoàn thành được nguyện vọng. Nhưng nói cho cùng, tên Khương Nghị này vẫn là thú linh văn, cũng mang ý nghĩa Khương Nghị sẽ chú trọng võ đạo hơn. Vậy nhất định Khương Nghị sẽ không quá thành tựu đối với đan pháp. Nếu như ngươi trước mắt ta, vậy ngươi sẽ làm như thế nào để xử lý Đan Hoàng Cổ Kinh? Ta sẽ ngủ say, Đan Hoàng Cổ Kinh sẽ vĩnh viễn ở trong ý thức ngươi. Khương Nghị trầm mặc một lát trịnh trọng nói. Tiền bối, ngươi đối với ta cũng chỉ hiểu rõ tối đa trong một tháng này. Ta cũng chỉ mới 13 tuổi. Ngươi không ngại trước tiên ở lại trong thân thể của ta, quan sát một đoạn thời gian rồi làm tiếp cân nhắc chứ? Nếu như ngươi ta cảm giác xác thực không thích hợp, ta tôn trọng lựa chọn của ngài. Nếu như ngài nguyện ý bồi dưỡng ta, ta cũng nhất định không để ngài phải thất vọng. Đan Hoàng trầm mặc một hồi sau đó liền đồng ý. Dù sao Đan Hoàng Cổ Kinh đã dung hợp cùng Khương Nghị, muốn lại rời khỏi cũng chỉ có thể chờ đợi Khương Nghị chết đi mà thôi. Không ngại chờ một chút rồi lại nhìn một chút xem sao. Tiền bối, nếu như ta khăng khăng muốn dung hợp sát lục chi hỏa, vậy thì phải chuẩn bị cái gì đây? Khương Nghị cảm giác nên thử một lần. Nếu bị động chờ đợi hoàng thất tính toán, không bằng chủ động đi xuất kích. Đan dược cố thủ trong thần trí của ngươi, ví dụ như băng tâm đan, định hồn đan. Ngươi là hỏa hồn lại phải áp chế sát độc chi hỏa. Đề nghị dùng thanh thần đan, hẳn là sẽ càng có hiệu quả. Chỉ là đoàn sát lục chi hỏa này mặc dù rất yếu, nhưng ngươi cũng chỉ là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn dung hợp nó, cần mỗi ngày một viên thanh thần đan, cố thủ thần trí, còn phục dụng cửu linh dưỡng nguyên đan tăng cường lực lượng linh văn. Nếu không, ngươi lúc nào cũng có thể sẽ bị sát lục chi hỏa phản vệ, đánh mất lý trí. Đan Hoàng trịnh trọng nhắc nhở Khương Nghị, tuổi trẻ không nên mạo hiểm, càng không nên mang linh văn ra để mà mạo hiểm. Khương Nghị đi vào Lăng Văn Các, bởi vì thời điểm rất nhiều trưởng lão và đệ tử đều đang tu luyện cần cố thủ linh trí, cho nên bên trong Lăng Văn Các lưu trữ rất nhiều loại đan dược này. Nhưng thanh thần đan tương đối trân quý, số lượng của nó cũng không nhiều. Khương Nghị tìm khắp cả tầng thứ 12 mới gom góp được có 7 viên. Còn thiếu rất nhiều, người muốn hoàn toàn dung hợp sát lục chi hỏa, rất có thể cần nửa tháng, cũng có thể là dài hơn. Đan Hoàng muốn khuyên Khương Nghị từ bỏ. Ta có thể tự mình luyện được không? Trong cổ kinh có đan pháp, cảnh giới người quá thấp, nhiệt độ hỏa diễm không đủ. Chỉ là nhiệt độ bình thường cũng muốn cao hơn hỏa diễm bình thường, có thể thử một chút. Ngài nói cho ta trước tiên cần vật liệu gì để ta đi chuẩn bị. Đan Hoàng trầm mặc một lát. Cho ta một lý do khiến người cố chấp như vậy. Ta muốn trong vòng một tháng tham gia tuyển bạt luyện đan sư của Đan Quốc. Ta muốn thông qua đại hội Đan Tông để đến Kỳ Thiên Điện, hoặc là dẫn dụ đại hoàng tử lộ diện. Ta muốn trước khi hoàng thất đả kích Khương gia, phải đánh trả cho hoàng thất một đòn thật mạnh. Ta cũng không muốn mạo hiểm, nhưng ta không thể ngồi mà chờ chết. Khương Nghị nói rất chân thành. Đan Hoàng lại nhắc nhở, người đấu không lại hoàng triều, đây chỉ là mới bắt đầu. Khương Nghị không vượt qua được Lang Gia Quốc, nhưng tối thiểu hắn muốn để hoàng thất biết Khương gia bọn hắn không dễ trêu chọc. Nếu người đã khăng khăng như vậy, 30 ngọc tùy chi, 20 thiên linh quả, 10 tuyết ngọc cốt sâm, còn có 30 đóa thanh tâm tam diệp thảo 10 năm trở lên, một Phật tâm quả trăm năm, còn cần có một cái kíp nổ tam văn tuyết liên, nhất định phải là thành thục ba đạo văn. Tuyết điền trình độ này tính tình ôn hòa, không xung đột cùng thể chất của ngươi. Đây chỉ là dược liệu cần thiết, người tốt nhất phải chuẩn bị 20 khóa trở lên. Linh hồn Đan Hoàng không khuyên nhiều cũng không đề nghị nhiều, liền nói thẳng ra vật liệu. Khương Nghị đi tới dược sơn khác trong thạch điện, dựa theo lời Đan Hoàng nói đã tìm được dược liệu cần thiết. Ngọc tùy chi, thiên linh quả rất nhiều, tuyết ngọc cốt sâm, tam diệp thảo, Phật tâm quả cũng có thể gom góp. Tam văn thành thục tuyết liên chỉ có 5 đóa. Để ta đến chợ đen xem. Khương Nghị nhận được chút tinh thạch rồi rời khỏi dược sơn. Thành thần đan có thể tiêu trừ sát niệm, cố thủ thần trí, nhưng muốn ngăn chặn sát lục chi hỏa, cửu dưỡng nguyên đan mới là mấu chốt. Cửu linh dưỡng nguyên đan cần 9 loại hỏa diễm linh điều khác nhau, cảnh giới tốt nhất đều là linh nguyên cảnh sơ kỳ. Loại đan dược này không cần phục dụng mỗi ngày, nhưng càng nhiều càng tốt. Có thể thai nghén linh văn, còn có thể tăng lên cảnh giới. Thời khắc mấu chốt lại có thể áp chế sát lục chi hỏa.
Sau này ngươi cũng phải thường xuyên luyện chế, thường xuyên phục dụng. Không chỉ có thể ôn dưỡng linh văn, cường kiện linh nguyên, còn có thể càng nhanh tốt mà tăng lên cảnh giới. Linh hồn đan hoàng không ngừng chỉ đạo cho Khương Nghị. Cái này cần phải chuẩn bị cho cẩn thận. Hiện tại Khương Nghị đã vận dụng hỏa dược rất tự nhiên. Săn giết hỏa điểu hắn là rất dễ dàng, thuận tiện lấy chúng nó luyện một chút kỹ xảo bay lượn. Khương Nghị, người đang bận gì sao? Yến Khinh Vũ tìm kiếm Khương Nghị khắp nơi, rốt cục cũng ở bên ngoài dược sơn chặn được hắn. Ta chuẩn bị ra ngoài tu luyện. Thân thể của cô khôi phục như thế nào rồi? Trên đường đã điều trị khá tốt. Vẫn phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Khương Nghị nói xong cũng muốn nhấc chân rời khỏi. Người là đang trốn tránh ta sao? Yến Khinh Vũ gọi lại hắn. Không hề, ta muốn ra ngoài tu luyện. Khương Nghị kỳ quái mà nhìn nàng ta. Còn có chuyện khác sao? Yến Khinh Vũ hơi phiền muộn. Ta là tới cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cô cứu ta thì ta hẳn phải cứu cô. Người trở về cứu ta cũng vì cái này thôi ư? Nếu không thì thế nào? Khương Nghị tỏ vẻ không hiểu. Yến Khinh Vũ nhìn hắn một mặt vô tội, lại đang làm ra bộ dáng kỳ quái, thật sự là bó tay. Người thật không có chuyện gì? Nếu không có việc gì, hẹn gặp lại. Dừng lại ngay, người đến cùng là có chuyện gì? Không có việc gì. Khương Nghị đột nhiên đã hiểu. Có phải trong tông có ai khi dễ cô hay không? Cứ đi tìm Dạ An Nhiên, nàng ta sẽ ra mặt giúp cô giải quyết. Ta không tìm nàng ta, ta tìm ngươi. Cô muốn nói gì thì cứ nói đi. Yến Khinh Vũ nhiều lần do dự, sau đó lại hỏi ra miệng. Ngươi và Dạ An Nhiên đính hôn rồi sao? Đính hôn ư? Khương Nghị trừng mắt một cái. Ta, Dạ An Nhiên ư? Nói đùa cái gì vậy? Thật không có. Cô nhàn rỗi không có chuyện gì làm, làm nhục sự trong sạch con gái người ta làm gì? Ta khi nhục ư? Cô tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài luyện thêm một chút. Chờ đã, lại là chuyện gì? Khương Nghị hoài nghi có phải là Yến Khinh Vũ ở pháp trường bị kích thích, tinh thần có chút không bình thường rồi hay không? Ta không thể quay về Kim Dương Cung, sau này có khả năng sẽ ở lại La Phù. Người mang ta ra ngoài đi dạo đi. Tâm tình Yến Khinh Vũ bỗng nhiên đã khá hơn. Ta muốn đi tu luyện. Không ảnh hưởng, tốc độ rất nhanh, cô có thể đuổi theo ta. Ta cũng là linh nguyên cảnh. Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ đi vào sơn lâm, một bên luận bàn, lại vừa tìm kiếm mãnh cầm hỏa diễm. Tuy nhiên Khương Nghị cố ý tăng năng lực sinh tồn của Yến Khinh Vũ lên, ra tay vừa nặng vừa tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đánh qua đánh lại, đánh đến nỗi Yến Khinh Vũ lên cơn tức giận. Luận bàn tu luyện thật tốt, rất nhanh đã đổi cảm giác. Yến Khinh Vũ truy sát Khương Nghị khắp núi đồi. Khương Nghị thỉnh thoảng xuất hiện đánh đập nàng một trận, sau đó lại thoát ra ngoài. Nơi này là La Phù, mạnh được yếu thua. Kẻ thù mà chúng ta đối mặt lại tàn nhẫn vô tình, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa chúng ta vào chỗ chết. Cô phải thay đổi phương thức chiến đấu. Nơi này không phải là diễn võ trường. Khương Nghị thế như mãnh hổ cuồng dã công kích, bức lôi Yến Khinh Vũ. Cuồng phong chạm. Yến Khinh Vũ không đợi ổn định thân thể đã kích thích cuồng phong, mang theo lợi kiếm đánh ra, tạo ra hơn 10 đạo phong nhận màu xanh chạm xuống hỗn loạn. Rất nhanh nhưng không đủ ổn. Khương Nghị lăng không bay lên, tùy tiện tránh khỏi phong nhận. Vừa rơi xuống đất trong chốc lát, toàn thân như liệp ưng dương cánh hạ xuống, trong nháy mắt đã bạo khởi, liên tiếp đánh ra 3 cỗ liệt diễm, kim quang cuồn cuộn quấn về phía Yến Khinh Vũ. Xem thường ai vậy, dùng vạn thú thiên hoàng quyền của ngươi đi. Yến Khinh Vũ tức giận, phong văn trên trán nở rộ ánh sáng màu xanh, khí chất cả người đều trở nên thanh linh phiêu dật, như tinh linh cao ngạo. Một cỗ cuồng phong cực kỳ mãnh liệt gào thét mà lên, hình thành phong tường ở xung quanh, cường thế kháng trụ tam trọng liệt diễm liên tiếp cuốn về phía không trung. Lại đến. Yến Khinh Vũ vừa phản kích đang muốn tìm kiếm Khương Nghị, một tiếng rít đột nhiên truyền đến từ phía sau. Cản không tệ, những người nào sẽ ở phía trước chờ cô, đồ đần sao? Khương Nghị lao tới trong nháy mắt, một tay bóp lấy cổ Yến Khinh Vũ, mang theo nàng ta vọt mạnh về phía trước, hùng hăng đập xuống đất. Khương Nghị. Yến Khinh Vũ tóc tai bù xù nhảy người lên, tức giận hét to. Khương Nghị lần nữa biến mất trong rừng rậm, không còn bóng dáng. Ta là nữ hài. Yến Khinh Vũ tức đến mức sắp khóc, không thể nhẹ nhàng hơn một chút được sao? Các nam hài nữ hài khác cùng tu luyện đều như thế này ư? Ta đây là cái gì? Đồ đần. Yến Khinh Vũ nhìn y phục rách rưới của mình, tức giận đến dậm chân. Uổng công nàng ta hôm nay ăn mặc tỉ mỉ.
À, đây là cô nương nhà ai bị ném ở nơi này? Một công tử tuấn tú từ trong rừng đi tới phía sau, còn đi theo một đám thanh niên nam nữ. Bọn hắn hất lên đấu bồng màu đen, phía sau khảm hai chữ xích tiêu. Yến Khinh Vũ không để ý bọn hắn đứng dậy muốn rời khỏi. Vị công tử tuấn tiêu kia đi ra hiệu một ánh mắt, người đứng sau lập tức vây lại. Tự giới thiệu mình một chút, ta là đệ tử Xích Tiêu Tông, Hoa Vị Lạc. Vị cô nương này rất lạ mắt, người không phải người ở La Phù này sao? Công tử Tuấn Tiêu cười nhẹ nhàng đi tới trước mặt Yến Khinh Vũ. Hắn mặt trắng da xinh, ngũ quan đẹp đẽ giống như nữ tử mỹ lệ, chỉ là con mắt lại dài nhỏ, ánh mắt nóng bỏng, phảng phất có thể nhìn thấu y phục người khác, để cho người ta rất không được tự nhiên. Hoa Vị Lạc ư? Yến Khinh Vũ chịu không được ánh mắt của hắn. Chính là tại hạ. Công tử Tuấn Tiếu có chút ngẩng đầu, dáng người tươi cười sâu hơn. Cái tên gì thế? Ngươi chưa từng nghe qua, xem ra ngươi quả thật không phải người ở La Phù. Ta phải thì sao, không phải thì thế nào? Nếu như phải, ta muốn mời cô nương đến Xích Tiêu chúng ta làm khách. Nếu như không phải thì cô phải cùng ta về Xích Tiêu Tông. Dựa vào cái gì? La Phù bị các tông Tây Cương xâm chiếm, tổn thất nặng nề. Thập Bát Tông đã liên hợp hạ lệnh nghiêm cấm người Tây Cương đến La Phù. Nếu như cô không phải người La Phù, chính là thám tử Tây Cương phái tới, ta cần phải bắt cô trở về thẩm vấn. Yến Khinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn một hồi, tránh ra. Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Hoa Vị Lạc không chút kiêng kỵ đánh giá thiếu nữ thanh xuân trước mặt, không chút nào che giấu ánh mắt xâm lược của mình. Từ đầu nhìn đến chân, từ chân lại trở lên đầu, những chỗ đặc thù đều dừng lại mấy giây, còn gật gật đầu giống như rất hài lòng. Chớ có chọc ta. Yến Khinh Vũ tức giận, xem ra không phải người La Phù, bắt lấy mang về tông môn, ta sẽ từ từ thẩm vấn. Hoa Vị Lạc cười lui lại, hôm nay vận khí không tệ, đi ra ngoài liền bắt được một con mồi. Lấy kinh nghiệm liệp diễm của hắn, đây tuyệt đối là cực phẩm. Trở về hơi sửa soạn lại, đổi y phục xinh đẹp, đêm nay là có việc làm. Cô nương xin đắc tội. Đệ tử Xích Tiêu Tông vây xung quanh. Khương Nghị, ngươi chết ở đâu rồi? Yến Khinh Vũ hướng rừng rậm phía trước hô to. Ai? Đệ tử Xích Tiêu Tông lập tức dừng lại cảnh giác xung quanh. Ngươi vừa mới gọi tên ai? Nụ cười trên mặt Hoa Vị Lạc đều cứng đờ. Khương Nghị, ngươi cố ý sao? Đi ra đây mau. Yến Khinh Vũ nghĩ rằng Khương Nghị cố ý núp trong bóng tối để nàng xem bọn lưu manh này xử lý địch nhân như thế nào. Thế nhưng Khương Nghị thật đã rời khỏi đó. Ngay thời điểm một cánh tay ép đến Yến Khinh Vũ, giữa bầu trời vừa vặn lướt qua một đầu liệt diễm điêu. Khương Nghị không chút do dự đuổi tới. Ngoài ngàn mét trên không trung, liệt diễm điêu phát ra đầu lửa cháy rừng rực. Quan sát mãnh thú hoạt động giữa rừng núi tìm kiếm con mồi mà mình hài lòng. Đây là đầu hung cầm xưng bá vùng trời này. Trên bãi sông cách đó không xa, một đầu thủy tích tráng kiện rơi khỏi dòng sông đang lao nhanh. Liệt diễm điêu gáy to một tiếng, lập tức muốn lao xuống. Nhưng đúng vào lúc này, sâu trong tầng mây đột nhiên truyền đến tiếng gào thét mát lạnh, hào quang màu vàng rọi khắp trời cao. Một đầu liệt diễm mãnh hổ phá tan tầng mây, đạp trên ngọn lửa màu vàng xông về phía liệt diễm điêu. Liệt diễm điêu mãnh liệt vỗ cánh, tốc độ tăng lên, hung hiểm tránh khỏi mãnh hổ. Nó nghiêng nghị gáy to hướng về phía tầng mây mà vọt tới. Nhưng khi liệt diễm điêu phá tan tầng mây trong chốc lát, một đạo liệt diễm trường thương gào thét mà tới, phía sau còn kéo lấy lửa cháy hừng hực. Liệt diễm điêu phản ứng mau lẹ, lợi chảo như đao, tinh chuẩn đạp ở trên trường thương, quả thực là đã đè ép trường thương lộn vòng xuống phía dưới. Nó chấn động hai cánh đón lấy hỏa diễm đang đánh tới. Khương nghị thu liễm hỏa rực từ trên không trung nhanh chóng lao xuống, đối diện thẳng hướng đến liệt diễm điêu. Người không phải đối thủ của nó không thể ngạnh kháng được, đàn hoàng nhắc nhở Khương Nghị. Tốc độ Khương Nghị lại càng lúc càng nhanh, thẳng đến liệt diễm điêu. Liệt diễm điêu kêu to, phá tan hỏa diễm phóng tới Khương Nghị. Ngay khi hai bên đối diện va chạm vào nhau, trước một khắc Khương Nghị giơ tay phải lên, từ sâu trong khí hải triệu ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Âm âm, bầu trời run rẩy, tia sáng ngập trời. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh to như kim sơn bị Khương Nghị kéo ra đánh tới liệt diễm điêu. Liệt diễm điêu bỗng nhiên co rụt con người lại, muốn lần nữa né tránh nhưng đã không còn kịp. Một tiếng vang lớn, huyết sắc bắn tung tóe. Trong nháy mắt, liệt diễm điêu bị đụng nát cả nửa người.
Ha ha, con đầu tiên. Khương Nghị vung thanh đồng tiểu tháp ra thu nó vào. Khương Nghị. Trong đầu Khương Nghị chuyển đến âm thanh nghiêm túc của Đan Hoàng. Đây là cửu hoàng luyện thiên đỉnh, đây là vận. Đây chính là mệnh của luyện đan sư, người phải trân quý bảo vệ nó. Đan Hoàng rất bất mãn, quá dã man. Sao có thể cầm đỉnh lô làm đầu truy? Tình huống đặc thù, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khương Nghị chấn động hòa dực xông về phía Yến Khinh Vũ nơi đó. Bọn người Hoa Vị Lạc đã đợi lại đợi, ngay cả cái bóng đều không thấy tới. Người đùa bỡn ta. Tiểu nha đầu thật biết tuyển người, còn gọi Khương Nghị. Khương Nghị tới, bản công tử cũng có thể để hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bắt lại cho ta. Hoa Vị Lạc bỗng nhiên phất tay, toàn bộ bốn đệ tử bốn phía nhào tới. Yến Khinh Vũ đột nhiên vung ra một bó cương châm lớn, cương châm dài nhọn hai đầu. Một giây sau, cuồng phong toàn thân nàng gào thét xoay tròn, cuốn lên toàn bộ cương châm mà bạo tạc. A a a. Các đệ tử bốn phía vội vàng không kịp chuẩn bị cương châm đánh xuyên qua thân thể. Có kẻ bị xuyên ngực, có kẻ bị đâm xuyên cổ họng, cũng có kẻ bị đâm xuyên qua bả vai. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ sơn lâm. Toàn bộ phải chật vật lùi lại. Ánh mắt Yến Khinh Vũ lạnh lẽo, rút kiếm đánh tới. Kiếm thế như hồng thẳng đến Hoa Vị Lạc. Hay, có ý tứ. Con người Hoa Vị Lạc có chút ngưng tụ, đôi mắt thâm thúy nổi lên từng điểm tinh quang. Âm thanh ông ông quanh ý thức của Yến Khinh Vũ. Còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, mặt đất sụt lún. Một cỗ hắc ám thầm uyên không đáy xuất hiện ở dưới chân. Cả người nàng mất khống chế muốn rơi xuống. Dám xem thường ta, người xác thực không biết thân phận của ta. Hoa Vị Lạc cười lạnh, một tay bóp lấy cổ Yến Khinh Vũ. Nàng đang rơi vào trong ảo giác. Tiện nhân đáng chết, quá ác độc, vậy mà dám dùng ám khí. Các đệ tử Xích Tiêu Tông tức giận vây quanh. Một tên đệ tử cường tráng vung lên dây leo cuốn lấy Yến Khinh Vũ. Mang về Xích Tiêu Tông, ta phải để nàng ta trong huyết cảnh hào hào hầu hạ ta. Hai mắt Hoa Vị Lạc khôi phục sáng tỏ, quay người muốn rời đi. Một ngọn lửa màu vàng óng từ trời vùng tới, trùng điệp rơi vào trước mặt bọn hắn. Ngọn lửa màu vàng óng nương theo cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng. Công tử coi chừng. Các đệ tử Xích Tiêu Tông bắt lấy Hoa Vị Lạc bảo hộ đến sau lưng. Nhưng không chờ bọn hắn phản kích, toàn bộ sắc mặt đều đại biến đứng tại nơi đó. Khương Nghị. Hoa Vị Lạc có chút ngưng mi, nhìn nam tử phía trước giang ra hòa rực màu vàng. Trước đó đã gặp qua trong đại hội La Phù. Thả nàng ta ra. Khương Nghị đưa tay phải hướng về phía trước nắm lại, liệt diễm mãnh liệt, kịch liệt xen lẫn, ngưng tụ thành một thanh trường thương màu vàng. Khí thế cả người đều trở nên lăng lệ. Nàng ta là ai? Hoa Vị Lạc khẽ nhíu mày. Nữ tử này thật đúng là có quan hệ với tên Khương Nghị. Ta nói thả nàng ta ra. Hoa Vị Lạc đi đến phía trước cười lạnh. Xích Tiêu Tông cũng không sợ Thiên Sư Tông các ngươi. Người Xích Tiêu. Khương Nghị một lần nữa đánh giá hắn, khá là quen. Trong lòng Hoa Vị Lạc phiền muộn, tên gia hỏa này chẳng lẽ không biết ta? Ta là Hoa Vị Lạc, tỷ tỷ của ta là Hoa Vị Ương, ca ca ta là Hoa Vị Yêu, tam tỷ đệ Hoa Gia. Khương Nghị có chút ấn tượng trên đại hội La Phù, Dạ An Nhiên có chút giới thiệu qua, biết chúng ta liền. Hoa Vị Lạc vừa muốn mở miệng, Khương Nghị đột nhiên bạo kích, liệt diễm toàn thân mãnh liệt như muốn nổ tung đánh tới bọn hắn. Chúng đệ tử Xích Tiêu Tông vội vàng không kịp chuẩn bị liệt diễm mãnh liệt nổ tung bay. Một người trong đó phản ứng cực nhanh, toàn thân mãnh liệt buông ra luồng không khí lạnh kháng trụ liệt diễm, muốn nghênh kích Khương Nghị. Khương Nghị lại phóng lên tận trời, lộn vòng thẳng xuống dưới, rơi xuống sau lưng Hoa Vị Lạc, hỏa thương sắc bén bức thẳng phần gáy của hắn. Còn dám loạn động, ta lấy mạng của hắn. Người dám sao? Chúng đệ tử Xích Tiêu Tông giận tứ mắng to. Thả người. Ánh mắt Khương Nghị sáng như đuốc, nhiệt độ khuấy động toàn thân cao kinh người. Ha ha, chỉ là một nữ nhân, không cần thiết phải náo thành dạng này. Mau thả. Hoa Vị Lạc rất thức thời đưa tay hướng về đệ tử phía trước ra hiệu. Đệ tử Xích Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chăm Khương Nghị một lát, sau đó khống chế dây leo đưa qua. Yến Khinh Vũ hồn mê vô lực ngã vào trong ngực Khương Nghị. Nàng ta là bị làm sao vậy? Huyễn thuật. Lúc nào tỉnh, rất nhanh. Hoa Vị Lạc hướng về phía trước đi mau mấy bước, rời khỏi uy hiếp của hỏa thương. Khương Nghị đỡ lấy Yến Khinh Vũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn. Nàng ta trêu chọc các ngươi sao?
Ta hoài nghi nàng ta là thám tử Tây Cương phái tới đang muốn mang về thẩm vấn. Hoa Vị Lạc trên dưới quan sát Khương Nghị một lát, cười lên hắc hắc. Mạng người cũng thật là lớn, vậy mà có thể trốn về từ thành Khôi Binh. Chỉ là vận may của ngươi chỉ sợ đều đã dùng xong tại thành Khôi Binh. Ngươi hoặc là rời khỏi Thiên Sư Tông, quỳ gối các tông môn khác khẩn cầu thu lưu, hoặc là chôn cùng. Khương Nghị nhíu mày nhìn hắn. Có ý gì? Ngươi còn không biết gì sao? Tây Cương tập kích La Phù có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bọn hắn lấy đâu ra lực lượng xâm lấn La Phù? Bọn hắn như thế nào lại phán đoán được La Phù sẽ có đội hình cùng vị trí ba đường chặn đánh? Rất có thể bọn hắn có nội ứng. Mà kẻ tiếp ứng này khả năng nhất chính là Thiên Sư Tông các ngươi. Thiên Sư Tông đã sớm cùng một tuyến với Tây Cương. Nếu như bọn hắn bị trục xuất khỏi Thập Bát Tông liền sẽ mang theo Tây Cương trả thù La Phù. Nếu như bọn hắn có thể ở lại Thập Bát Tông cũng sẽ tiếp dẫn Tây Cương trọng thương La Phù để ổn định địa vị của mình. Trước khi Tây Cương xâm lấn, Thiên Sư Tông đều đã toàn bộ tình nhuệ rời đi. Đó chính là chứng cứ. Nhìn như cứ nguầy nhưng kỳ thật là cố ý sắp đặt hiểm nghi. Hoa Vị Lạc không vội vã lại nói ra một lời đồn chí mạng. Khương Nghị có chút ngưng mi. Người dám vu oan cho Thiên Sư Tông? Đây không phải ta nói những điều này đều đã truyền khắp nơi trong La Phù. Nếu như Thiên Sư Tông thật cấu kết với làng Gia Quốc, các tông La Phù sẽ quần công. Ngay cả Vô Hồi Thánh Địa cũng sẽ nhúng tay. Bọn hắn sẽ giết sạch Thiên Sư Tông, bức Dạ Thiền Lan phải tự sát. Hoa Vị Lạc hướng về phía Khương Nghị làm ra tư thế cắt cổ. Người sắp xong rồi. Yến Khinh Vũ rên lên một tiếng từ trong hôn mê tỉnh lại, vừa muốn cảnh giác lại phát hiện bên cạnh là Khương Nghị. Không sao chứ? Khương Nghị vừa muốn đưa tay an ủi, Yến Khinh Vũ lập tức đẩy Khương Nghị ra, vuốt vuốt cái trán đang đau nhức, căm tức nhìn Hoa Vị Lạc trước mặt. Từ Bạch Hổ Quan đến Thiên Sư Tông, từ thành Khôi Binh lại đến Thiên Sư Tông, thánh phẩm thú linh văn cao quý như ngươi đây, vậy mà lại sống thành chó như nhà có tang, ha ha. Hoa Vị Lạc cười to hai tiếng, mang theo các đệ tử đi vào rừng rậm. La Phù có nội ứng, Khương Nghị nhẹ giọng tự nói. Tây Cương xâm lấn La Phù quả thật có chút kỳ quặc, nhưng nhanh như vậy đã đem vấn đề nhắm ngay Thiên Sư Tông, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Đây là vội vã di chuyển sự chú ý, rũ sạch hiểm nghi. Cái gì nội ứng? Có người bịa đặt Thiên Sư Tông cấu kết Tây Cương, Dạ Thiên Lan chẳng phải đã gặp nguy hiểm sao? Chỉ là lời đồn mà thôi, không có chứng cứ xác thực, ai dám giết tông chủ của một tông? Vậy chúng ta trở về coi như không có chứng cứ cũng sẽ có người đi nháo sự. Náo đi, hiện tại Thiên Sư Tông không sợ phiền phức. Khương Nghị còn muốn tiếp tục săn giết Hòa Điểu, còn muốn sưu tập tam văn tuyết liên. Sự kiện lớn này Thiên Sư Tông tự nhiên sẽ ứng phó được. Người thật đúng là quá bình tĩnh, vừa rồi tên hỗn đàn kia là ai? Xích Tiêu Tông Hòa Vị Lạc, hình như là huyễn linh văn gì đó, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Hắn còn có một tên ca ca và một tỷ tỷ, đều là linh văn như thế, có địa vị rất cao ở trong Xích Tiêu Tông. Mộ Dung Sung, ta biết người còn ở chỗ này. Hoa Vị Lạc đi tới một chỗ trong hẻm núi. Đệ tử thiên tài Thiền Cường Tông Mộ Dung Sung đang ngồi ở bên trong một đám xác sói, luyện hóa thú nguyên sói đầu đàn. Năm vị đệ tử Thiền Cường Tông canh giữ ở hai bên, cảnh giác Hoa Vị Lạc đang đi tới. Sao ngươi lại trở về? Mộ Dung Sung khẽ nói. Không có gì, vừa rồi nhìn thấy Khương Nghị trở về nói với người một tiếng. Hoa Vị Lạc vừa nói xong, ánh mắt năm vị đệ tử trong hẻm núi lập tức trở nên lăng lệ. Ngoại trừ hắn còn có một nữ nhi khác, hắn là người của Bạch Hổ Quan, bọn hắn đi hướng kia. Hoa Vị Lạc chỉ về phía đông. Khương Nghị, hắn dám đơn độc đi ra, muốn chết sao? Mộ Dung Sung kết thúc vận chuyển công quyết, mở hai con mắt hẹp dài ra. Đúng là to gan. Thật tưởng rằng mình là thánh linh văn thì không có người nào dám đụng đến hắn. Nhưng người ta xác thực rất lợi hại, có cánh bay được, người nói có tức giận hay không? Hoa Vị Lạc cười cười. Người có thể đi rồi, nhớ kỹ, hôm nay người không gặp được Khương Nghị cũng không gặp được ta. Mộ Dung Sung đứng lên lắc lắc cái cổ ngọ nguậy bà vai. Hắn muốn săn giết Khương Nghị, hắn muốn báo thù cho đệ đệ. Người mặc dù là linh nguyên cảnh tam trọng thiên nhưng muốn truy bắt Khương Nghị thì không dễ dàng. Chỉ là ngược lại có thể bắt được Hải Nhi bên cạnh hắn. Cái này tặng cho ngươi. Hoa Vị Lạc vung ra một mảnh y phục đánh về phía Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung đưa tới trước mũi người ngửi, nhớ kỹ mùi ở phía trên. Hoa Vị Lạc liếm môi một cái.
Nếu có thể sau đó hãy đem nữ hài kia giao cho ta. Ngươi còn thiếu nữ tử để chơi ư? Nữ hài xinh đẹp rất nhiều nhưng có bối cảnh quá khứ, chơi mới thích. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hoa Vị Lạc cười hai tiếng mang theo các đệ tử rời khỏi hẻm núi. Vận khí hôm nay của Khương Nghị không tệ, trước khi trời tối đã thành công bắt được hai đầu hỏa điểu. Nơi này là nơi nào? Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Yến Khinh Vũ kinh dị nhìn rừng đá lờ mờ quỷ bí. Rừng đá như kiếm chỉ thẳng lên ánh trăng. Lửa cháy hừng hực nhảy lên ở các nơi xa, xua tan ánh trăng chiếu sáng rừng đá, lộ ra âm trầm quỷ dị. Số lượng lớn người mang theo áo choàng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới đây, lại không có một người ồn ào, an tĩnh để cho người ta toàn thân đều run rẩy. Nơi này là thương hội đặc biệt của La Phù Sơn Mạch, bên trong cái gì cũng có. Khương Nghị dùng vỏ cây làm hai cái mặt nạ đơn giản, đưa cho Yến Khinh Vũ một cái. Người muốn mua cái gì? Đồ bên trong Thiên Sư Tông còn chưa đủ cho ngươi dùng nữa. Yến Khinh Vũ cầm mặt nạ, trong lòng có chút kháng cự. Ta mua vài gốc dược liệu, thuận tiện mua cho cô một ít độc dược. Khương Nghị cài mặt nạ lên dọc theo đường nhỏ trong đường đi đến chợ đen. Độc dược cho ta, người muốn hạ độc chết ta sao? Yến Khinh Vũ vẫn đi theo. Nếu gặp phải địch nhân, một cỗ độc phong đảo qua giết hết. Hôm nay Khương Nghị nhìn thấy một màn khiến Khinh Vũ dùng cương châm kia đột nhiên nghĩ đến phong linh văn có thể cùng với độc dược phối hợp. Biểu tượng phong linh văn chúng ta chính là linh động tự do. Ta tuyệt đối sẽ không dùng độc dược làm bẩn nó. Yến Khinh Vũ lập tức kháng nghị. Đây cũng quá xem thường phong linh văn của bọn hắn. Phong linh văn càng về sau sẽ càng có uy lực lớn, là khắc tinh của rất nhiều võ pháp, cũng có thể cung cấp phụ trợ tuyệt vời trong chiến trường. Cô không phải dùng ngân châm rất nhuần nhuyễn à? Ta đó là bất đắc dĩ. Lại nói vũ khí và độc dược thì giống nhau được sao? Đồ chí mạng đều như thế. Với ta mà nói thì không giống nhau. Ta tỉ tuyện mua một chút, cô có cần hay không thì lại nói sau. Cương Nghị vừa bước vào chợ đen, tàn đao an tĩnh trong khí hải lại động mấy lần, tạo nên gợn sóng nhỏ xíu. À, Cương Nghị mẫn cảm đã nhận ra tàn đao có phản ứng dị thường, lập tức hướng về phía trước đi mau mấy bước. Tàn đao quả nhiên lại động mấy lần. Trong chợ đèn có đồ gì đó kích thích đến tàn đao sao? Khương Nghị lần theo cảm giác đi vào bên trong. Tàn đao đã ở cùng hắn được một khoảng thời gian, nhưng ngoại trừ thời điểm Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh đi vào khuấy động khí hải, có thức tỉnh qua một lần, thì những lúc khác đều rất là an tĩnh. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể có được cảm ứng. Khương Nghị liên tiếp thay đổi vị trí, tàn đao phản ứng cũng lúc mạnh lúc yếu. Là cái gì đây? Trong lòng Khương Nghị có một chút chờ mong nhỏ. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn người áo đen lui tới xung quanh, có cảm giác như đang trà trộn vào tổ chức tà ác. Đó là cái gì? Yến Khinh Vũ chỉ vào mấy cái quan tài đang được khiêng đến xa xa. Liệp sát lệnh của chợ đen. Sau khi giết mục tiêu đưa vào lĩnh thưởng. Khương Nghị nhìn tiếp tục cảm nhận phản ứng của tàn đao. Quá đen tối. Toàn thân Yến Khinh Vũ nổi lên từng trận ý lạnh. Nơi này... Khương Nghị đứng dưới chân một ngọn núi đá, ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi. Ngọn núi này đúng là vô cùng náo nhiệt. Trên dưới khai phá ra 7-8 tầng, mỗi tầng đều có 3-5 cửa hàng. Tàn đao trong khí hải kịch liệt lắc lư giống như vô cùng phấn khởi. Đi lên đó xem một chút. Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ đi tới trong thạch động tầng cao nhất. Bên trong vô cùng rộng rãi, lít nha lít nhít, bó đuốc lốp bốp thiếu đốt lên, chiếu liền những kệ hàng được sắp đến chỉnh tề. Ngoại trừ vũ khí đan dược thường gặp thì còn bày biện rất nhiều những vật ly kỳ cổ quái. 10 người áo đen đang ở nơi này lựa chọn hàng hóa. Hai vị muốn thứ gì? Một chủ quán mang theo mặt nạ trắng tới đón. Tùy tiện nhìn một chút. Cơ nghị áp chế tàn đao chống khí hải, sau khi vòng vo vài vòng thì đi tới trong góc. Nơi này bị đào lên chất đầy tạp vật. Đây là mấy ngày gần đây nhất vừa tới còn chưa bắt đầu kiểm tra không bán ra ngoài. Chủ quán đi tới được này ngăn cản bọn hắn. Ánh mắt Khương Nghị dừng lại trên một quyển sáo, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nó mọc đầy tảng đá. Nhưng đối với Khương Nghị mà nói, một màn này lại giống như đã từng quen biết. Tàn đao trong khí hải vậy mà bình tĩnh. Khương Nghị rõ ràng cảm nhận được một loại tình cảm thâm trầm mà nặng nề, tràn đầy linh hồn của hắn. Ta muốn cái quyển sáo kia. Khương Nghị bỗng nhiên có một loại suy đoán, tàn đao quyển sáo. Cái này sẽ không phải là một bộ áo giáp hoàn chỉnh nữa sao? Không bán. Chủ quán lắc đầu.
Sớm muộn đều sẽ bán ra, ngươi cứ ra cái giá đi. Cơ Nghị đang mong đợi, tàn đao đã rất bất phàm, huyền giáo khẳng định cũng không đơn giản. Huyền giáo này không đơn giản, đừng nhìn nó không lớn nhưng lại nặng đến mấy ngàn cân. Từ đốm đá đến xem, rất có thể đã tồn tại hơn mấy ngàn vạn năm. Đúng rồi, nó đến từ cổ thành dưới mặt đất. Chủ quán hạ giọng rất thần bí, chỉ là tự mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Thời điểm thứ này bị bán tới, người kia cũng nói là đến từ cổ thành dưới mặt đất. Nhưng mà đối với chủ quán chợ đen mà nói, mưu kế này quá quen thuộc. Thời điểm 5 năm trước cổ thành xuất hiện, đã oanh động ở La Phù, số lượng lớn bảo vật tràn vào chợ đen. Nhưng cũng có rất nhiều thiên gia hỏa không biết xấu hổ, ở trên đường nhặt một tảng đá, đều đưa đến chợ đen nói nhặt được từ cổ thành dưới mặt đất. Gần đây cổ thành dưới mặt đất lại nổi lên phong vân, những tên kia lại nhìn thấy cơ hội buôn bán. Chợ đen mỗi ngày thu lại đồ vật như thế này liền có hơn ngàn kiện. Cho dù nó có đặc thù cũng chỉ là một cái quyền sáo, người tin hay không, coi như kiểm tra, nó cũng chỉ sẽ còn rơi bụi mà thôi. Thống khoái, ra cái giá. Cửa Nghị cố ý toát ra ngữ khí bất mãn. Yến Khinh Vũ quái dị nhìn Khương Nghị. Tới chợ đen thẳng tới nơi này, lại muốn mua một tảng đá. Chủ quán cắn răng, 10.000. 10.000 một tảng đá vụn mà muốn 10.000. Khương Nghị kéo cuống họng la lên một tiếng, lập tức khiến cho những người khác trong tiệm nhìn về nơi này. Chủ quán đỏ mặt nhưng vì mang theo mặt nạ cũng không sợ người khác nhìn thấy. 10.000 một khối cũng không thể thiếu. Khương Nghị lắc đầu. 1.000 không thể nhiều hơn nữa. Không có ai ra cái giá như ngươi thế, 10.000. Người muốn hiện tại liền giao tinh tệ, không cần thì lập tức rời khỏi. Nó hiện tại không có được kiểm tra đo lường, còn có chút giá trị thần bí. Chờ kiểm tra đo lường xong, ta cược ngươi 100 cũng đều bán không được. Tiểu gia hỏa, nơi này không phải nơi có kẻ mặc cả, ngươi đi đi. Chủ quán đưa tay tiễn khách, thái độ kiên quyết. Không bán, thật không bán. 1.000, người có thể nghĩ rõ ràng, người có thể đi. Khương Nghị liếc mắt nhìn hắn, 3.000. Chủ quán quả quyết gật đầu, được. Yến Khinh Vũ ở bên cạnh, trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Hào hào thu về, Khương Nghị ném cho chủ quán 30 khối tinh thạch thượng phẩm. Từ bên trong một đống tạp hóa nhặt lên cái quyền sáo. Tinh thạch thượng phẩm. Chủ quán hai mắt tỏa sáng. Ở cái chợ đen này có ít người dùng tinh thạch thượng phẩm chất này để giao dịch, trừ phi là đệ tử tinh anh đến từ đại tông đại phái. Ha ha, kiếm lợi lớn rồi. Một tảng đá vụn bán giá trên trời. Mà giá trị bản thân tinh thạch thượng phẩm cũng không phải 100 tinh thạch trung phẩm. Khương Nghị bừng lấy quyền sáo nặng nề trong lòng kích động. Kiếm lợi lớn, nó rất có thể thật đến từ cổ thành dưới mặt đất. Khương Nghị hài lòng thu lấy quyền sáo. Có Tam Văn Tuyết Luyên không? Nhất định phải là Tam Văn thành thục. Chủ quán hài lòng thu tinh thạch thượng phẩm. Tuyết liền rất nhiều, Tam Văn hình như chỉ có một gốc. Ta muốn, người chờ một lát. Chủ quán gật đầu cười ra hiệu người phía sau cầm tới. Cửa Nghị hạ giọng, các người nơi này có độc dược không? Ta không muốn. Yến Khinh Vũ lập tức lôi kéo hắn. Ta muốn. Khương Nghị khăng khăng muốn mua. Bình thường chào hỏi kẻ địch không biết xấu hổ, không cần thiết giao choán mặt mũi. Nơi này là chợ đen, vật như vậy mọi nhà đều có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chủ quán đi đến kệ hàng bên cạnh chỉ. Đều là ơi đây, nhiều như vậy sao? Khương Nghị chừng to mắt, không hổ là chợ đen. Trên kệ hàng vậy mà bày đầy bình bình lọ lọ, lít nhà lít nhít, ít nhất có đến mấy trăm bình. Ngưng huyết đàn, mê hồn tán, hóa cốt thủy, xà chiêu đằng, thập hương nhuyễn cốt tán, đủ các loại. Chỉ xem danh tự cũng cảm thấy toàn thân run rẩy. Bên cạnh mỗi bình cũng điều phối thêm thuốc giải. Mấy bình này có thể khuếch tán trong không khí, mấy bình này có thể bôi trên vũ khí, mấy bình này nhét trong miệng. Lão nhân chỉ vào độc dược giới thiệu cho Khương Nghị. Chỉ là đây đều là độc dược có chút bình thường, ảnh hưởng rõ ràng với linh anh cảnh, nhưng đối với linh nguyên cảnh thì ảnh hưởng không lớn. Còn linh nguyên cảnh tứ trọng thiên trở lên, cơ bản là chẳng có hiệu quả gì. Ta muốn loại hóa cốt thủy này, loại xà triền đằng này, loại mê hồn tán kia. Khương Nghị chọn 3 loại độc dược, mỗi loại đều là 10 bình, đều kín đáo đưa cho Yến Khinh Vũ. Ta không muốn. Yến Khinh Vũ vô cùng kháng cự. Đây là lần đầu tiên Khương Nghị đưa cho nàng thứ gì đó, vậy mà lại đưa độc dược. Cái người này là thế nào? Cất lấy có cần hay không thì tùy cô. Người áo đen đi tới. Đây là Tam Văn Tuyết Liên. Khương Nghị cất kỹ huyết đàn cùng Tuyết Liên.
sau đó rời khỏi hang đá thăm viếng những cửa hàng khác. Từ lúc đến cho đến khi vào ban đêm khuya, Khương Nghị đã vòng vo hơn 60 nhà, hết tay cầm xuống 6 cây. Hắn còn không để ý Yến Khinh Vũ đang mâu thuẫn, cố gắng nhét cho nàng nhiều ám khí như phi tiêu độc châm. Yến Khinh Vũ giải thích như thế nào, ám chỉ thế nào cũng đều vô dụng, cuối cùng cũng nhận lấy. Chúng ta khi nào thì đi? Yến Khinh Vũ có chút cảm thấy không thể ở lại được nữa. Bầu không khí nơi này quá đen tối quỷ dị, nàng lại còn thấy được bán cả người sống. Rất nhiều nữ hài bị bắt ăn mặc xinh đẹp được coi như một món hàng hóa cũng ở đó. Ta lại phải mua thêm vài gốc tam văn tuyết liên. Ngươi mua nhiều tuyết liên như vậy để làm gì? Ta luyện đan. Ngươi còn biết cả luyện đan nữa sao? Lúc này, một người bên cạnh hất lên áo choàng đi qua Khương Nghị. Có người tiếp cận các ngươi là Mộ Dung. Là Mộ Dung Sung, Thiên Cương Tông, hết thảy 6 người. Khương Nghị vừa quay đầu lại, người kia đã rời khỏi trong hang đá biến mất trong bóng tối. Thành âm có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ tới là ai. Mộ Dung Sung là ai? Yến Khinh Vũ cũng nghe được lời nhắc nhở. Đối thủ một mất một còn. Ăn chút đan dược điều trị thân thể đi. Chúng ta phải chuẩn bị rời khỏi nơi này. Khương Nghị làm bộ như cái gì cũng đều không có phát sinh, không để lại dấu vết, đưa mấy khóa đan dược vào trong miệng. Rất mạnh sao? Yến Khinh Vũ rất tỉnh táo, tùy ý lật tới lật lui đồ vật trên kệ hàng. Đệ tử thiên tài Thiên Cương Tông, lục phẩm thú linh văn, linh nguyên cảnh tam trọng thiên. Mấy tên bên cạnh hắn cũng là thú linh văn. Khương Nghị thầm than có phiền toái. Thú linh văn của Mộ Dung Sung là bạch lang, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Một khi tiếp cận con mồi chắc chắn sẽ cắn gắt gao. Thú linh văn ư? Trong lòng Yến Khinh Vũ căng thẳng. Thú linh văn giai đoạn linh anh cảnh cùng linh nguyên cảnh ưu thế vô cùng đột xuất, nhất là ở sâu trong rừng rậm. Khương Nghị dạo qua một vòng rời khỏi hang đá. Hắn là bộ tùy ý quét một vòng người đến người đi tại chợ đen. Thật đúng là đã thấy được 6 tên đang ngừng chân quan sát người áo đen nơi này. Đối phương nhìn thấy hắn trông qua đều theo bản năng tránh khỏi ánh mắt, còn hướng ra xung quanh. Đi! Khương Nghị bắt lấy Yến Khinh Vũ lập tức di chuyển vào trong đám người. Chúng ta về Thiên Sư Tông sao? Yến Khinh Vũ cảnh giác đám người xung quanh. Ta giết đệ đệ hắn. Hắn là đến đòi mạng ta. Nơi này cách Thiên Sư Tông hơn 700 dặm. Ta không bay về được. Mặc dù Khương Nghị có được hỏa dực nhưng tiêu hao linh lực rất nhiều, chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn, không có khả năng vung hỏa dực cuồng sông 700 dặm. Nghênh chiến sao? Yến Khinh Vũ hiểu rõ tính tình Khương Nghị, tên điên này 8 phần là muốn liều mạng. Chúng ta không phải có thuốc độc ư? Thời điểm bọn hắn tới thì... Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ rời khỏi chợ đen, cấp tốc vọt vào rừng rậm hắc ám. Cởi y phục ra, y phục nhanh chóng, Khương Nghị nhanh chóng xé rách y phục. Áo phòng hộ đặc chế bên ngoài không thể cởi, cho nên móc y phục bên trong ra. Người làm gì? Yến Khinh Vũ xấu hổ lập tức quay đầu đi chỗ khác. Mũi chó truy bắt con mồi dựa vào là mùi, cởi y phục ra, nghĩ cách dẫn dắt bọn hắn rời khỏi. Khương Nghị từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra y phục mang theo trong người, nhanh chóng thay xong. Sau này nói chuyện rõ ràng một chút. Yến Khinh Vũ do dự, rồi liền chuyển tới cây đại thụ bên cạnh thay đổi y phục bên ngoài. Đưa y phục cho ta, Khương Nghị cầm lấy y phục Yến Khinh Vũ, thả mũi người ngửi. Mùi thơm rất nồng nặc, hẳn là có thể. Cô bôi cái gì thơm như vậy? Mùi cơ thể của ta. Mùi cơ thể ư, ta làm sao không có mùi gì? Khương Nghị đưa y phục đến trên thân tiểu xà. Tiểu đao, nhớ kỹ vị trí này của chợ đen. Sau khi trở về thì đi về hướng đông. Chúng ta chỉ ít sẽ ở bên ngoài 20 đỉnh núi. Tiểu xà rất linh tính nhẹ gật đầu cấp tốc biến mất trong rừng rậm. Ngươi từ khi nào lại giáo huấn yêu xà này? Dạ An Nhiên đưa cho ngươi ư? Yến Khinh Vũ thử thăm dò một câu. Ta nhặt bên trong đại hoang, đi mau. Sau khi Mộ Dung Sung đi ra chợ đen đơn giản phân rõ vị trí, sau đó đuổi theo phương hướng tiểu xà rời khỏi. Tiểu xà lao vùn vụt giữa khu rừng kéo dài khoảng cách về hướng tây. Tiểu gia hỏa cũng vô cùng giả hoạt, sau khi chạy ra một đoạn liền dừng lại, kéo lấy y phục ở tại chỗ di chuyển 10 vòng 8 vòng, lưu lại đầy đủ mùi. Cứ như vậy một đường xông ra 7-80 dặm. Tiểu xà đứng phía dưới một gốc cây. Cái cây này rất có thể đã sống đến mấy trăm năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Rộng chừng vài chục thước, cao vút trong mây vô cùng tráng lệ. Trên cây có 3 tầng, 5 tầng tán cây. Mỗi tầng tán cây đều vô cùng khổng lồ tươi tốt. Tầng dưới có một cái tổ chim to lớn.
ở dưới ánh trăng lại hiện lên quang hoa màu xanh thẳm. Sau khi tiểu xà để lại y phục lại vòng quanh lặng lẽ nhích tới gần cây già. Trong tổ chim có một đầu ngạc, đầu điêu đang nằm sấp, to bằng gian nhà, lông toàn thân cứng rắn như sắt, trông nó rất nặng nề lại dữ tợn đáng sợ. Dưới thân thể nó còn đè ép mười mấy quả trứng đang ấp. Tiểu xà vòng quanh quan sát một lát, hài lòng quấn đến chạc cây tráng kiện. Chạc cây này vừa vặn nâng được tổ chim. Sau đó nó giơ lên cái đuôi. Cái đuôi đào lần lượt cưa từng tí từng tí. Một lần hai lần, ngạc thần điêu trong tổ chim không phản ứng chút nào, tiếp tục nằm ngáy o o. Sau khi tiểu xà liên tục xác định, nó bắt đầu dần dần tăng thêm tốc độ ra sức cưa. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Sùng đã nhanh chóng mang theo các đệ tử chạy tới nơi này. Người đâu? Sao chỉ còn mỗi y phục? Bọn hắn đứng ở mấy chục mét bên ngoài cảnh giác rừng cây hắc ám. Hai người đó không phải đang làm gì đó chứ? Thật hăng hái. Một tên đệ tử thô cuồng nhếch mạnh cười xấu xa. Khả năng hắn đã phát hiện ra chúng ta. Mộ Dung Sung chần chờ một lát đi tới dưới cây đại thụ nhặt y phục lên. Thật lạnh, không có chút nhiệt độ cơ thể. Mùi vị cũng đã phai nhạt, hắn đã cởi ra rất lâu. Thế nhưng Khương Nghị làm thế nào phát hiện? Hắn rõ ràng vô cùng cẩn thận. Chúng ta làm sao bây giờ, còn đuổi không? Một vị đệ tử trên trán lóe ra hùng văn trầm giọng nói, tiếp tục đuổi. Vùng rừng rậm này là khu vực săn bắt của thú linh văn chúng ta. Bộ Dung Sùng ném y phục đi, kích hoạt bạch lang linh văn lên, xương cốt toàn thân lốp bốp giòn vang, hai chân cấp tốc kéo dài, bàn chân biến thành lợi chảo tráng kiện, nứt vỡ cả giày, hai tay mọc đầy lông màu trắng, móng vuốt như thép sắc bén, ngay cả mặt cũng đều dần dần vặn vẹo. Trong mắt bốc lên lục quang đáng sợ, hắn biến thành con quái vật nửa sói nửa người. Năm vị đệ tử Thiên Công Tông khác cũng đều là thú linh văn. Bốn vị tứ phẩm theo thứ tự là Thanh Xà Linh Văn, Hắc Hạt Linh Văn, Man Ngưu Linh Văn cùng Kim Thiểm Linh Văn. Một vị ngũ phẩm, Tử Hùng Linh Văn. Bọn hắn đều là đệ tử thiên tài trong đại tân sinh của Thiên Cương Tông, cảnh giới từ nhị trọng thiên đến tam trọng thiên. Theo Mộ Dung Sung, bọn hắn cũng liên tiếp bắt đầu biến hóa. Trước hừng đông nhất định phải bắt lấy. Mộ Dung Sung đang muốn thét lên ra lệnh, đỉnh đầu đột nhiên răng rắc một tiếng, một nhánh cây bị bẻ. Cả tổ chim phía trên cũng đập xuống theo. Tránh ra! Bọn người Mộ Dung Sung lập tức lùi lại. Một tiếng vang trầm, tổ chim đập ầm ầm trên mặt đất, cùng với vài tiếng vỡ vụn răng rắc. Mười mấy quả trứng chim của ngạc đầu điêu đập vụn hơn phần nửa. Ngạc đầu điêu đang nằm ngáy o bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sửng sốt mấy lần, cúi đầu nhìn trứng vỡ vụn ở dưới thân thể. Nó như không thể nào tin. Ngạc đầu điêu nhắm hai mắt lại lặng lẽ mở ra. Sau đó một tiếng kêu bi thảm vang vọng trong đêm tối. Bộ Dung Sùng ra hiệu với các đệ tử khác tranh thủ thời gian mà rút lui. Loại yêu thú này không được thông minh, rất ngu ngốc nhưng thực lực rất mạnh. Một khi nó điên lên nhất định không chết không thôi, vô cùng khó xơi. Không may, năm đệ tử liên tiếp xoay người chuẩn bị chuồn đi. Tiếng kêu rên sau lưng im bặt mà dừng. Bọn hắn thầm nghĩ không ổn, bỗng nhiên vừa quay đầu thì ngạc đầu điêu to bằng gian nhà đã chống người lên, lông toàn thân dựng đứng, lợi chảo bẻ vụn chạc cây, hiện ra con mắt huyết quang gắt gao, tập trung vào mấy vị khách không mời mà đến này. Trong đầu ngạc đầu điêu rất đơn giản, nó nhận định mấy tên này là kẻ phá hủy cái ổ của nó, đập trứng của nó, cho nên... Một tiếng gào thét trầm muộn, thân hình khổng lồ của ngạc đầu điêu phóng lên tận trời, nhào về phía Mộ Dung Sung ở trước nhất. Trong u cốc cách bên ngoài chợ đèn 20 ngọn núi, Yến Khinh Vũ lúc đầu không tình nguyện, bây giờ lại đang bắt đầu chuẩn bị độc dược. Thoa khắp xà triền đằng trên cương châm phi tiêu, hóa cốt thủy cùng mê hồn tán, thịt rải đầy sơn cốc xung quanh. Khương Nghị ngồi trong sơn cốc, phóng thích ra ngọn lửa màu vàng, cẩn thận nung khô lấy quyền sáo nặng nề. Sau khi tiến vào linh nguyên cảnh, nhiệt độ thánh hỏa đặc biệt thánh uy đều có rõ ràng tăng lên. Trong một giờ ngắn ngủi, đốm đá trên quyền sáo liền bắt đầu hòa tan, lộ ra phần màu tím. Khương Nghị hài lòng lật nhìn một cái, đưa bàn tay tiến vào trong quyền sáo, tiếp tục phóng thích hỏa diễm, nung khô từ bên trong ra ngoài. Tàn đao trong khí hải đã không thể chờ đợi, kịch liệt oanh minh, nở rộ lên trùng điệp đào khí, đảo loạn khí hải đầy sóng lớn ngập trời. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh giống như rất không hài lòng việc hắn táo bạo, phun trào lên mênh mông khí thế trấn áp khí hải. Thật đúng là bảo bối,
Hắn làm thế nào mà phát hiện được? Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn một màn này trong sơn cốc. Huyền sáo trở nên bóng loáng sáng tỏ, tạo hình giống như ưng chảo, nhìn cứng rắn lại sắc bén. Còn như có hơi bốc ra tử khí cùng ngọn lửa màu vàng giao hòa đến cùng một chỗ. Nhìn chăm chú hồi lâu giống như có cỗ khí tức hùng hồn nặng nề đập vào mặt, năng lực thấu cả linh hồn. Toàn thân huyết khí, không khoái. A a a. Cơ Nghị đột nhiên phát ra tiếng kêu, đau đớn thảm thiết, gắt gao nắm cổ tay phải, quyền sáo bắt đầu hòa tan, nước thép thẩm thấu đến trong da thịt dung hợp đến từng khớp xương. Mặc dù Khương Nghị đã có chuẩn bị nhưng không ngờ tới lại có thể như vậy. Đau nhức thấu xương tủy, toàn thân không cầm được mà run rẩy. Người làm sao vậy? Yến Khinh Vũ tranh thủ thời gian chạy tới. Đừng có đến đây. Khương Nghị cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng quyền sáo cùng da thịt xương cốt dung hợp, vận chuyển đại diệu thiền kinh kích thích huyết nhục trùng sinh. Yến Khinh Vũ hít vào khí lạnh, chỉ thấy tay phải Khương Nghị máu thịt bè bét lộ ra xương cốt, còn bốc lên mùi máu từ khí, còn có tiếng vang kỳ quái giống như từ trong nham tường rút ra. Nhìn đã thấy đau. A a a. Khương Nghị không nhịn được đau đớn, thân thể gầy gò dùng sức kéo căng, nằm co quắp trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay phải kinh khủng kia. Tàn đao chống khí hải thì phá tan hải triều, lơ lửng ở giữa không trung, tùy thời tiếp nhận triệu hoán. Loại đau nhức kịch liệt này kéo dài thật lâu, trực tiếp dày vào Khương Nghị toàn thân hư thoát. Rốt cục cũng xong, quyền sáo hoàn toàn biến mất. Không thể tưởng tượng nổi, trạng thái lắng động tại đầu khớp xương tay phải lan tràn ra vô số sợi tơ, cục mạch máu và da thịt dây dưa. Đã khép lại. Yến Khinh Vũ vô cùng ngạc nhiên. Khương Nghị yên lặng điều trị một lát chống người lên, dùng sức nắm chặt nắm đấm lại chậm rãi buông ra. Một loại lực lượng không cách nào nói rõ đang di chuyển bên trong tay phải, như là dùng sắt thép mà đúc lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quyền sáo cấp tốc chảy ra huyết nhục. Tại mặt ngoài tạo thành một tầng thật mỏng, lại tỏa ra hàn quang thấu xương cứng cỏi dị thường. Cơ Nghị nắm tảng đá bên cạnh lên dùng sức nắm lại, tảng đá vỡ vụn. Ý niệm lại khẽ động, tàn đao bay thẳng vào tay. Trong chớp mắt tàn đao bạo phát ra đao khí màu tím kinh người, dâng lên như ngọn lửa, rung động ầm ầm. Bá đao thức. Khương Nghị nắm chắc hai tay bỗng nhiên bổ về đằng trước. Là tư thế hay là bá thế, lại trong chốc lát có thể bộc phát ra đao mang dài 5 mét, gào thét mà đi, bổ vào trên núi đá phía trước. Một tiếng ầm vàng, đao khí đều chui vào trong đó sâu đến mười mấy mét, chỗ vết đao còn sụp ra lít nha lít nhít vết nứt. Uy lực này, Yến Khinh Vũ kinh ngạc trừng to cả mắt. Khương Nghị chau mày, mơ hồ cảm giác trong đầu có thêm một chút gì đó, nhưng lại vô cùng mơ hồ, cảm nhận cảm thụ cực kỳ lâu. Khai thiền thức. Khương Nghị rốt cục cũng chờ được đến thức thứ hai, kết quả chỉ có một cái tên. Bên trong la phù khẳng định còn có áo giáp, nếu như gom góp không chỉ có thể vũ trang toàn thân, còn có thể tu đến đao pháp hoàn chỉnh. Khương Nghị nắm thanh tàn đao nâng đến không trung, trong lòng phấn chấn lại kích động. Linh hồn đan hoàng thăm thẳm than nhẹ, đứa nhỏ này là tôn trọng võ đạo, chỉ sợ rất khó say mê đan đạo. Không được, không thể để cho hắn còn quá trẻ liền đi vào lạc lối, hiện tại uốn nắn còn kịp. Không bao lâu sau, Tiểu Xà từ đằng xa chạy trở về. Vất vả rồi. Khương Nghị đưa cho Tiểu Xà một viên huyết đan, còn có thuốc giải độc, cũng dùng cho nó ăn. Trước khi trời sáng rất có thể Mộ Dung Sung sẽ đuổi tới, chúng ta chuẩn bị chiêu đãi hắn. Khương Nghị nắm chặt tàn đao, tiếp tục cảm thụ được bá đao thức. Sau 2 giờ, rừng rậm lâm vào trước tờ mờ sáng. Mộ Dung Sung lần theo ý thức tìm được mảnh sơn cốc này. Chỉ là khí tức hắn lộn xộn, hiển nhiên đã bị thương. Nam vị đệ tử bây giờ cũng chỉ còn lại có 2. Bọn hắn giữ tợn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào sơn cốc trước mặt. Khương Nghị, tìm được ngươi rồi. Mộ Dung Sung ăn vào đan dược điều trị thương thế, tiếp cận 2 người trong sơn cốc. Lần này không sai được, giết chết hắn. Tàng Long phát ra tiếng gào trầm thấp, tức giận tụ tập trên một đường. Hắn cảm giác mình sắp tức đến nổ tung. Vốn là bọn hắn truy kích Khương Nghị, lại bị tên hỗn đản Khương Nghị này tính kế ngược. Chờ một chút. Mộ Dung Sung cản bọn họ lại, cẩn thận quan sát tình huống trong sơn cốc. Tên Khương Nghị này nếu có thể sử dụng y phục dẫn dắt bọn hắn rời khỏi, liền khẳng định đã có cảnh giác, không có khả năng nhẹ nhõm tự tại ngồi trong sơn cốc nghỉ ngơi như thế. Cái này rõ ràng là dẫn bọn hắn vào cuộc.
Chờ cái gì, hắn khẳng định là đã nghĩ tách chúng ta ra được rồi. Triển Nguyên Minh lắc lắc bả vai, hận không thể ngay lập tức tiến lên. Tàn ra, cứ kiểm tra một lần nữa. Mộ Dung Sùng không yên lòng ra hiệu bọn hắn tàn ra. Tang Long cùng Triển Nguyên Minh cưỡng ép ngăn chặn lửa giận lại, đến xung quanh tuần tra tình huống của Sơn Cốc. Hết hồi thứ 30.